Dạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em cách mình cài đặt cái SolidWorks 2017 ha, Service Pack 2 ha. Thì bước đầu tiên là các em cần phải cài cái .NET Framework trước. Các em vào Google ha, gõ cho thầy từ khóa là download .NET Framework 3.5 ha. Đây, ở đây mình sẽ tải về. Đây, mình sẽ chọn lưu vào cái ổ cứng mình này ha. Thì em chọn cái lưu chỗ nào cũng được hết. Rồi, bây giờ mình ngồi mình chờ cho nó tải về ha. Rồi, tải về được em. Giờ mình chạy mình cài đặt ha. Bây giờ mình chọn download and install this feature để mình cài đặt cái .NET Framework. Rồi mình còn chờ nó cài đặt ha. Tiếp theo các em mở Control Panel lên, rồi chọn Program ha. Rồi mình chọn cái chỗ Turn Window Feature On Off á. Ở đây mình kiểm tra cái .NET Framework ha. Rồi mình cho nó chạy rồi. Tiếp theo là em đưa trỏ mặt hình xuống dưới bên tay phải á. Chọn cái nút Window Open lên. Rồi, ở đây mình chọn Setting ha. Chọn Window Defender, anh bỏ vô tích hết này. Mình chuyển off hết ha. Okay. Mình đóng lại luôn ha. Mình chuyển về Control Panel. Mình chọn System này thầy. Mình vô Firmware đây ha. Rồi, ở đây mình chọn Advanced Setting. Mình sẽ mở nó cửa sổ này ha. Mình chọn Property. Rồi mình thiết lập một số các thông số trong cái cửa sổ đó kìa. Các em theo cái thiết lập của thầy mà làm ha. Rồi, mình xong rồi mình apply cho nó. Ok, đóng lại ha. Rồi sau khi mình cài đặt xong của .NET Framework rồi, bây giờ mình chuyển qua mình chạy chương trình là Active cái SolidWorks trước ha. Mình chạy chương trình này trước ha. Đây, cái chương trình này được em. Các em cần phải copy nó qua bên Odyssey ha. Mình copy Odyssey. Cái này là cái thư mục cài đặt của thầy, đó OD của thầy ha. Mình thầy copy nó qua Odyssey. À, thì copy. Xong thì qua Odyssey đó. Thầy tạo mới một thư mục này. Bây giờ thầy đặt tên là tem đi ha. Một tạm ha. Rồi thì dán thì copy cái thư mục activator vào đây. Rồi thì chạy cái chương trình này dưới nhá lít chuột phải ha, chọn as administrator ha. Rồi các em chọn set serial number, rồi mình chọn cái local ha. Rồi mình chọn active. Accept ha. Rồi, ok. Ok. Rồi mình chọn cái mục thứ hai. Activation. Mình bấm Active. Mình chọn xong mình Active ha. Rồi, ok.
Này mình chọn no nha các em, anh em chọn no. Ok. Nhưng mình đã archive xong cái lesson rồi đó. Rồi mình qua bước thứ ba là mình cài đặt SolidWorks 2017 nha. Bản này bản Service Pack 2 nha các em. Này, bản Service Pack 2 của thầy đây. Khi em tải về em giải nén ra ha, giải nén ra nó thành cái nó giải mang giải nén này ra, xong mình có thư mục này. Mình vô trong á, mình chạy cái file setup ha. Này, mình theo các cái yêu cầu để mình cài đặt ha. Bấm OK. Rồi, mình chọn Individual, xong mình bấm Next. Rồi đây là các cái license hình ảnh mình active với kìa. Hình ảnh active rồi á, cho nên nó có cái license á. Bấm Next ha. Rồi, nó ra một số cái lỗi gì đó. Ví dụ là kết nối ha, mình bấm Cancel luôn. Mình đã bấm retry. Rồi, ở cái này thì các em sẽ chọn một số thắc, cái cài đặt thiết lập ở cái phần đoạn này ha. Đầu tiên mình chọn cái product đây. Mình xem cái sản phẩm mà mình sẽ cài đặt nè. Rồi, ở đây mình có thể bấm nút change để mình thay đổi một số thông số trong này. Rồi, ở đây bây giờ mình muốn thêm bớt một số cái đó thì mình có thể thêm ở đây. À, thêm mấy cái giống như thầy đi ha. Các em kiểm tra mấy cái chỗ mà lựa chọn của mình thì giống của thầy không ha. Nếu chưa giống em sẽ tiết cho chọn cái giống ha. Đây mình chọn sản phẩm là Premium nha. SolidWorks Premium. Ok, bấm này, bấm bút tên để quay lại cái summary của mình. Rồi, ở mục thứ hai là mình chọn download option. Nên là thư mục một số cái thiết lập của em theo đúng thay mà làm ha. Rồi, mình chọn cái installation location, cái vị trí mình cài đặt ha. Cái này là cái thư mục mình sẽ cài đặt cái phần mềm vô đó. À, thứ ba là mình chọn toolbox. Cái này mình thay đổi thư mục để chứa cái toolbox của mình. Cái toolbox mình sẽ nằm ở DC ha, trong cái thư mục cài đặt của SolidWorks. À, ở đây nó không có cái thư mục đó, mình cần tạo mới cái thư mục từ toolbox đi ha. Chọn new folder đi ha. Rồi đặt cái tên này thay là Toolbox đây. Toolbox. Rồi ở trong này mình tạo cho nó thêm một là version 2017 đi. V2017 đi. Ok. Thì lát cái máy cái Toolbox mình sẽ làm trong cái thêm một này kìa. Nghe là cái phần SolidWorks cho vẽ điện ha. Mình cứ để mặc định với đi ha. Rồi mình kiểm tra xong hết thì mình chọn Accept. I Accept ha. Rồi mình bấm Install Now. Thì mình cài đặt. Đây là trường hợp là cái Microsoft Excel á. Nó cần phải cài gì đó. Mình cứ chọn OK luôn ha. Rồi mình ngồi chờ cho nó cài đặt. Thì nó có báo lỗi trong trường hợp này ha. Installation Manager, mình bấm Yes luôn ha. Nên đây là mình cài đặt xong rồi. Thì các lựa chọn này tùy các em mà chọn ha. Ví dụ mình chọn là Remember Later đi. Rồi, nghiệm lên xong mình cài đặt xong thì các icon trên màn hình mình sẽ xuất hiện các em. Cái này là SolidWorks 2017 này. Mình qua bước 5. À, bước 4, bước 4 là chạy cái update lại ha. Mình qua lại cái Odyssey, hồi nãy mình có copy cái bộ activator mình đó. Nhấn chạy Run as Administration nha các em.
Nếu bạn chọn mục thứ ba là copy loader ha. Rồi mình chọn mặc định vậy đó. Rồi bấm copy loader. Mình bấm yes ha. Rồi ok, loader đã xong rồi. Rồi bây giờ mình chọn qua mục thứ tư. Archi. Ok, nó mặc định như vậy các em. Mình bấm cái nút Archi Address ở dưới. Yes, ok, xong. Như vậy là mình đã cài đặt xong cái Slowbook mà bây giờ mình khởi động máy nha các em. Trong trường hợp mà khi mình khởi động xong mình chạy trên nền Slowbook mà thấy vẽ chậm quá đó, thì mình có thể làm một số tác vụ như sau. Thứ nhất là mình có thể tăng cái bộ nhớ ảo cho máy tính của mình lên. Tăng như sau các em. Các em mở control panel lên ha. Rồi mình chọn System and Security đi. Rồi mình vô cái phần System đi. Rồi mình chọn mục này ha. Rồi đây là cái phần bộ nhớ của mình nè. Có hình của máy nè, mình chọn Advanced System đi. Vô đây mình chọn cái set Advanced Setting. Rồi mình chọn qua Advanced. Rồi chỗ này mình sẽ bấm nút Change. Lúc này mình sẽ xem cái ổ cứng C mình còn trống bao nhiêu ha. Mình thay đổi số này, các em thấy thay đổi số này tăng giảm giảm tùy các em ha. Rồi bấm nút Set. Rồi bấm OK. Rồi bấm OK ha. Rồi làm sau khi mình tăng bộ nhớ ảo rồi mình nhấn reset máy nha. Rồi cái bước tiếp theo là mình có thể thay đổi một số cái lựa chọn cái thiết lập bên trong cái chương trình SolidWorks của mình ở kia. Mình thiết lập cái phần option ở trong SolidWorks ha. Rồi mình chọn tools rồi xong kế xuống mình chọn option. Đó thì nhờ các em theo đối chiếu như màn hình của thầy ha, cho các em ha. Đây thì cái lựa chọn thì bỏ một số cái rồi đó, thì em coi đó chọn đúng rồi đó, thì có thể giảm được cái sẽ tăng tốc được cái phần vẽ SolidWorks của mình lên. Ở đây thì thầy đã bỏ chọn hết rồi, bình thường là mặc định nó chọn ha, các em có thể bỏ chọn đi ha. Thầy này thầy cũng có bỏ chọn một số cái đó, các em đối chiếu trong ba tấm này mà. Thầy có bỏ cái đo mặc định, hai cái này đã có nè các em, thầy bỏ luôn rồi. Đây, mặc định thì nó hơi, mà thầy kéo hết bên tay phải luôn ha, cho nó nhanh. Rồi cái chỗ này thì chọn Never, mặc định là đã Prom, thì chọn Never. Rồi chỗ này thầy cũng có thay đổi cho nó nhanh ha. Cái này các em thay đổi cái chỗ hiển thị máy đường cong á, cho nó mình tăng cái độ mịn lên thì nó sẽ chậm, còn mình giảm được mịn xuống thì nó sẽ nhanh hơn. Ở mục này thầy bỏ mấy cái chọn là tự động lưu đi ha, thì cho nó tăng tốc một chương trình mình thêm chút xíu ha.